Pháp không quên mất chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì pháp không quên mất không có tánh sở hữu là tự tánh của pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì tánh luôn luôn xả không có tánh sở hữu là tự tánh của tánh luôn luôn xả. Trí nhất thiết chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì trí nhất thiết không có tánh sở hữu là tự tánh của trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có tánh sở hữu là tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni không có tánh sở hữu là tự tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa không có tánh sở hữu là tự tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Dự lưu quả chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì dự lưu quả không có tánh sở hữu là tự tánh của dự lưu quả. Nhất lai bất hoàn A La Hán quả chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhất lai bất hoàn A La Hán quả không có tánh sở hữu là tự tánh của nhất lai bất hoàn A La Hán quả. Quả vị độc giác chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì quả vị độc giác không có tánh sở hữu là tự tánh của quả vị độc giác. Tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát không có tánh sở hữu là tự tánh của hạnh đại Bồ Tát. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không có tánh sở hữu là tự tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Lại nữa, thiện hiện, sắc đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của sắc đời trước. Thọ tưởng hành thức đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của thọ tưởng hành thức đời trước. Nhãn xứ đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhãn xứ đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của nhãn xứ đời trước. Nhĩ tỷ thể thân ý xứ đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ tỷ thể thân ý xứ đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của nhĩ tỷ thể thân ý xứ đời trước. Sắc xứ đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở đời trước. Vì sao? Vì sắc xứ đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của sắc xứ đời trước. Thanh hương vị xúc pháp xứ đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ đời trước. Nhãn giới đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhãn giới đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của nhãn giới đời trước. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đời trước. Nhĩ giới đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì nhĩ giới đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của nhĩ giới đời trước. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đời trước. Tỷ giới đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì tỷ giới đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của tỷ giới đời trước. Thanh giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra đời trước. Thiệt giới đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì thiệt giới đời trước không có tánh sở hữu là tự tánh của thiệt giới đời trước. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra đời trước chẳng phải buộc chẳng phải mở. Vì sao? Vì thiệt giới cho đến